Chào các bạn nhé. Ở đây mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 20 năm đồng token Pokeball. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành 100 là 100 triệu nhé. Nó có 1.035 tài khoản holder và đã phát sinh 3.575 đợt giao dịch. Rồi, tiếp đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim.net. Nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 20 hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc vào đây. Sau đó quay, các bạn quay sang ví người ta mắc hoặc ví chút đai lất vào phải nhé. Các bạn thêm địa chỉ các phần vào ví giúp mình. Ký hiệu Bo và ALL sẽ tập phần 8. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm các phần. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ các phần vào ví, các bạn quay trở lại website của Nama và bắt nắp rồi nãy mở. Các bạn tìm tới bước 2, link rút gọn đây, nhấp vào đây để nhận token nhé. Rồi, ở đây các bạn có thể bỏ ra số 4 nhỏ 0.01 BTB mua cái đồng này để hold cái tích chữ lâu dài chờ cơ hội nhiều lần tài khoản nhé. Còn nếu các bạn còn làm, các bạn kéo ra phần trên đây yêu cầu máy bay, nhấp vào phần này giúp mình. Rồi, đây có kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Ký ra là 0.00561 BTB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi ta dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claim.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất trên nền tảng Binance Chain nha. Ngoài ra, nếu bạn chưa qua tài khoản giao dịch sàn Binance, bạn có thể vào đây để đăng ký tài khoản sàn giao dịch Binance để hưởng 20% phí giao dịch tận đây nhé. Trên đây còn một nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 5 đồng token vô. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật các video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.